Hello everyone, welcome back to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình khám phá cái đầu tiên nha. Ninja Assassin. Let's go. Ok, và lần này thì mình sẽ phải tiêu diệt 11 đối thủ. Bắt đầu anh chàng này đầu tiên. Sau đó thì mình sẽ lấp trong này. Ở đây có một lính đặc nhiệm, cho nên mình phải giết lính đặc nhiệm này đầu tiên. Let's go. Bắt đầu lại trốn tiếp. Tiêu diệt hai đối thủ gần đây. Ok, đi đường này đi. Ok, let's go. Tiếp tục một lính đặc nhiệm. Wow, lính đặc nhiệm này vẫn không nghe thấy tiếng gì. Đây rồi. Ok, let's go. Rồi. Tiếp tục nào. Wow, tiêu diệt 13 lính trong map này. Hơi khoai đây. Không sao. Mình sẽ tiêu diệt hai anh chàng này trước này. One. Wow, 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 wow. Đây rồi, bầu đầy ở chỗ này. Anh chàng này đi. Sau đó thì sẽ là 4 anh chàng này. Ok, let's go. Tiếp tục. Let's go. Còn 4 người nữa thôi. Bốn lính thường này thì đơn giản thôi. Ok. Let's go. Rồi, tiêu diệt 10 người. Nhưng chắc là rất là nhiều lính đặc nhiệm đây. Ok, let's go. Chuồn ra đây luôn. Đây rồi. Còn 5 người nữa. Rất nhiều lính đặc nhiệm. Chạy luôn. Xem lính đặc nhiệm đi đâu. Đây rồi. Đây là cơ hội mình giết. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai. Bên đi. Đi hay là gì? Ok, let's go. Chapter 1. Moving Witcher. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Ồ, cánh cửa này đang bị khóa. Mình sẽ đi sang đường này. Jump. This lift could use a few dry cells. Tựa game này các bạn phải làm từng nhiệm vụ một. Rồi, mình sẽ đặt hai cú bin vào đây. Sau đó thì mình sẽ bật cái này lên. Giấy xịt đang kéo lên. Ok, let's go. Khi đó cánh cửa này mở ra, sau đó thì mình sẽ sang đây. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ phải tìm 6 món đồ. Ok. Bắt đầu đi tìm từng món đồ đầu tiên. Wow, đây là một món đồ. Anh chàng này thì bị bắt vào đây rồi. Let's go. Bên đi. Đúng không? Hai món đồ rồi. Let's go. Còn 4 món đồ nữa thôi.
Ở đây thì sẽ có một cái bánh răng, bánh răng cưa. Một quyển sách. Một cái đĩa nhạc. Ok, let's go. Ok, that's all of them. Đã đủ 6 món đâu. Rồi, và mình sẽ đặt 6 món đồ trên 6 con trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, let's go. The ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Wow, một con quái vật. Rồi, mình sẽ đi vào. Wow, ở đây đóng cửa rồi. Ở đây bị thủng, không biết thủng cái gì đây. Nước tràn ra đây rồi. Ok, let's go. Tiếp tục mình sẽ cho nước rút vào đây. Rồi, cánh cửa này sẽ mở ra được rồi. Ở trong đây là một cái chiếc rìu. Ok. Ok, mình vào đây là đã hoàn thành được chapter 1. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái thứ 3. Mr. Smith, tức là Mr. Smith. Đây là một ông bán thịt heo rất là hung dữ. Và trong tựa game này thì ông ta bắt giữ một cô gái. Khi đó thì các bạn sẽ hóa thân là một chàng trai. Sau đó sẽ cứu cô gái trong bức ảnh này. Đây, đây là một cô gái mà bị ông ta bắt mất. Bây giờ thì mình sẽ đột nhập vào trong nhà ông ta. Ok, cầm một khẩu súng. Let's go. Khẩu súng này thì cái đạn có một viên thôi. Các bạn muốn nhiều viên thì các bạn có thể xem clip. Thì xem clip nhiều thì sẽ có nhiều viên. Khi đó các bạn sẽ bắn ông ta. Rồi ông ta sẽ bị ngất trong vòng 1 phút.
Ok, let's go. Không có gì ở đây. Và đây là chiếc chìa khóa green key, chìa khóa mở cửa đằng sau đây. Ok, let's go. Không có gì ở đây. Wow. Chỗ này không có gì. Ở đây sẽ có gì không? Cũng không có gì luôn. Đây rồi. Rồi mình sẽ tháo những chiếc bình ở đây ra. Trèo lên đây thôi. Đường xa. Ok, let's go. Đây là có một mã code, một cái kìm và một bao tay. Ở đây thì chúng ta gắn camera ở đây. Khi các bạn đi qua thì chúng ta sẽ biết các bạn vào trong đường nào. Sau đó thì chúng ta sẽ bao. Còn nếu các bạn muốn ông ta không biết thì các bạn sẽ phải cầm một chiếc búa, sau đó thì sẽ đập thẳng vào camera. Đây là một chiếc chìa khóa KK. Chiếc búa không biết trong này có không. Không có thì sẽ làm ở một trong những số này. Đây rồi. Ok, let's go, cắt tiếp ở đây. Bao tay. Sẽ đi ra đây lấy cái mã code. Mã code đây rồi. Để mở cái két này ra. Ok.
Rồi và đây là chiếc chìa khóa cuối cùng để các bạn cứu được cô gái kia thoát khỏi ông Mr. Smith này. Ok, let's go. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ tư, Trường Quét Pro 2. Hai chị em sinh đôi. Cô bé này đầu tiên rất là xinh các bạn nhé, đôi khi tắm này. Wow, nó tha thành một bà già. Anh này thì cướp sắc nhưng mà không thành công. Macaron, đúng không? Sushi, một quán ăn sushi. Câu xem, được con gì không? Một con bạch tuộc bằng máy móc. Ok, let's go. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới cái tiếng Lam. File Life at Fresh. Continue. Ok, let's go. 12 giờ đêm, ngày đầu tiên. Ok, ở đây thì có rất nhiều cam nhé. Và hiện tại thì các bạn sẽ có cửa đầu tiên, cửa thứ hai này và camera ở đây. Các bạn sẽ coi nhà để tránh con gấu nó sẽ vào nhà các bạn. Cam 1, cam 1B, 1A 1B là gần nhau này, 1C, 2A, 2B, cam 3, 4B, cam 5 này, 6, 7, ok, let's go, 7. But I'm here to tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first. Okay? Let's see. Đó, các bạn cứ sẽ phải đi coi nha. Và các cam này các bạn làm sao để điều chỉnh xem con gấu nó có vào nhà các bạn không. Và các bạn coi thời gian càng lâu thì càng tốt. Đang 12 giờ đêm. 86%, pin 86%. Ok. Bạn nào giỏi thì coi hết pin luôn thôi. Rồi mình sẽ đóng cửa đây cho an toàn. Một giờ sáng rồi. Đó, các bạn cứ tìm các con cam này làm sao để tránh con gấu nó sẽ vào nhà các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo, Fallout Fresh 2. Lưu game. Đây là một chú gấu, chúng ta sổng chua. 12 giờ sáng ngày đầu tiên. Ok, và cũng tương tự như Fallout Fresh 1 thì các bạn sẽ phải coi nhà. Và đây là đèn. Và đây là cửa chính, hai cửa phụ. Và toàn bộ là cam ở đây. Hello and welcome to your new summer job at the
Ở đây thì tiến bộ hơn Fallout 1 là các bạn sẽ có đèn pin để soi chỗ này. Ok. Now I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, some people still have a somewhat negative impression of the company. That old restaurant was kind of left to rot for quite a while, but I want to reassure you, Fazbear Entertainment is committed to family fun and above all safety. Khi con gấu nó sẽ vào đây, các bạn có thể sẽ trốn chỗ này và sẽ soi xem nó chỗ này. Đó, rất đơn giản thôi. Rõ ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp tới game tiếp theo, Fallout Fresh 3. Let's go. Nếu mà về gọi là camera nhiều nhất thì như mình thấy đó là camera của Fallout Fresh 3 này là nhiều nhất. Rất là nhiều cam luôn. Và đây nữa. Ok. Và khi các bạn nghi vấn ở trong một cái cam nào đấy mà nghi vấn có một con gấu thì các bạn có thể ấn play audio. Đó. Nó sẽ tạo ra tiếng để cho con gấu nó sự thiết và nó chạy đi. Đây là cam ở ngoài, cam ngoài xa. Đó, cách chơi của game này cũng rất đơn giản thôi. Và bây giờ thì mình sẽ sang tựa game tiếp theo, Fallout Fresh 4. Đây là một tựa game mà tức là camera, không phải camera nữa, mà tức là các bạn coi căn phòng trong một căn phòng thôi. Và tất cả là có 3 cánh cửa, 1, 2 và 3. Và cái cuối cùng đó chính là giường ngủ của các bạn. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ vào cánh cửa đầu tiên. Cái này thì nó đơn giản hơn các cái kia, tức là không phải nhìn cam nữa, và cái này rất là nét. Và khi đầu tiên thì các bạn vào từng căn phòng một, các bạn sẽ đóng cửa, sau đó thì sẽ bật đèn lên. Rồi, lại sang bên này tiếp. Đóng cửa rồi bật đèn. Khi đóng cửa thì nó sẽ tạo ra cái tiếng, thì con gấu nó sẽ khiếp hơn. Và khi đó thì nó sẽ không làm gì các bạn. Và khi nhìn thấy luôn thì các bạn phải đóng cửa ngay. Rồi, lại tiếp tục. One, two, three. Rồi mình lại tiếp tục lại từ đầu. Các bạn coi thời gian càng lâu thì càng tốt. Lại tiếp tục như thế. Let's go. Và nếu các bạn để nguyên, các bạn không ấn gì thì lúc sau khoảng chỉ tầm 2 phút thôi là nó rất là nhiều con gấu nó sẽ vào nhà các bạn. Nên các bạn phải càng phải nhanh chóng càng tốt để tránh nhiều con gấu vào. Một hai con gấu thì sẽ chưa sợ vì nó chưa cắn được các bạn, nhưng mà tầm khoảng 4 con là coi như các bạn sẽ bị nó cắn chết. Đó, cách chơi game này rất đơn giản thôi. Rồi ok, và mình xin phép dừng clip tại đây.
Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.